Em Lâm chào các bác nhá. Em Lâm uh, bán hết máy hi rồi. các bạn nuôi ra hi là không còn. Đấy, bốn hàng hi có nhìn là hết rồi, còn đúng có 1 2 3 4 5 6 7. Bảy con hi nữa là hết rồi. bảy con hi vip. À, nếu mà nói về trong dòng các dòng điều hòa thì em đã bảo đấy, nếu mà nói về công nghệ mà để trên người em nó thì gần như hi nó vô địch thủ. Vì thứ nhất là nó có 3 cam. 3 cam, một cam quét thân nhiệt này, một cam quét hồng ngoại này, một cam quét vật thể di động này và công nghệ trên người con nhi này thì nó quá nhiều rồi cân bằng ẩm này rồi thì cảm biến này đặc biệt là dùng cho những người già là cực kỳ tốt là nó sẽ lé lé người ra là không bị sợ bị lạnh đặc biệt những người già cực kỳ tốt luôn à, được cái là cái dòng hy này thì nó đẹp và nó gấu nhìn cả về hình thù cục lóng nó rất là to đấy thì thì gần như con nào nó cũng bị cục lóng nó đều bị cấn cái, cái mép này đấy thế nên là không thể tránh được đấy bác nào mua hy thì phải thực kỳ thông cảm bởi vì quá phải hiểu là con hi này cục nóng nó cực kỳ to và nó cực kỳ lặng thì cái này thì em không cần phải bàn nữa bởi vì có quá nhiều video anh em thợ người ta quay rồi, thì bản thân em đã quay rồi thì đều không cần phải nói rồi để về công nghệ trên con này nó là miên man rồi làm thì bao sướng bao phê em đảm bảo chưa bác nào làm con hi mà chê con hi nằm không sướng đấy bởi vì cái điều hòa bây giờ nó không cần phải là chạy lạnh chạy mát nữa mà những cái bác có điều kiện kinh tế hoặc là những cái bác mà muốn trải nghiệm và muốn hưởng thụ thì gần như các bác ch chơi dòng chức năng này thì nó làm nó sướng lắm các bác ạ không có tiền thôi chứ có tiền thì cứ cái gì đắt tiền là sướng các bác cũng như cái ô tô cứ càng ngồi ô tô nó tắt tiền thì nó càng sướng các bác ạ mà em thì cũng hết sạch máy rồi à, năm nay thì à, hè thì nó không được lắng như bọn em mong muốn bởi vì à, những cái máy to này thì thường thường nó phải lắng gắt lên thì điều hòa nó chết thì bọn em mới lắp bán máy to để cho các bác được nhưng năm nay thời tiết cũng không ủng hộ bọn em kể cả về thời tiết này rồi mọi thứ năm nay thì hàng thì đắt các bác thừa biết rồi giá đồng mới lên trung quốc người ta thu mua đồng cho gần như điều hòa người ta phá hết người ta lấy đồng người ta bán cho nên những muốn bán những con máy đẹp này thì phải mua giá rất là cao và đây là 100 phần trăm là máy mới đấy hàng bày siêu thị chỉ duy nhất có một chiếc đầu tiên này này trên cái video này là, là hàng đấu thôi Nếu có một con này là hàng đấu thôi còn lại từ con này hết đi là hàng mới 100 phần trăm đấy thì nó lớn một con và hàng đấu thì em cho luôn về điểm quay video đấy như này cái nào em bảo mới là mới cái nào mà chạy rồi thì bảo chạy rồi đấy có bác thì mua nhà em một chiếc thì bác nghiện bác ấy giới thiệu cho chị bác hay em bác đấy mua một lúc hai con hy đắt tiền thì nhà em luôn đấy thì à, bây giờ em còn bảy chiếc này thì à, cho bảy bác may mắn nhất gọi là mua được đấy tức là các bác chỉ gọi điện nào mua được đấy với một cái giá mà tức là em bao cho các bác ở shop khác với từ người ta bán 10 đồng thì em chỉ bán bác 5 đồng tức là rẻ hơn 50 phần trăm cho bác mua số khác các bác thấy đây thì yên tâm chưa chỉ cần các bác lên trên web bác check người ta con này bán 10 đồng các bác chỉ cần chụp ảnh gửi lại cho em Đông em Đông chỉ bán bác có 5 đồng thôi. Được chưa? Thế các bác thấy được chưa? Thứ nghĩa là các bác gọi điện là sẽ mua được. Đấy thì em sẽ ghi từng má một để các bác gọi em nhé để bác nào lấy thì alo em hai số điện thoại kia. Đấy. Bây giờ cái kiểu để cho các bác trả giá thế là được chưa? Bây giờ bỏ vốn ra nhập về bán cho các bác mà bây giờ để các bác trả giá. Thế này các bác thấy sướng chưa? Nếu bác nào lấy thì cứ alo em hai số kia. 0975360433 dưới là 0377996066 thì cả hai số này em đều dùng Zalo. Đấy các bác cứ gọi là mua được. Đấy gọi là mua được. Đấy còn bác nào mà đã mua ở nhà em rồi thì các bác cứ yên tâm. Bởi vì à, là là các bác có giàu rồi, các bác có điều kiện rồi thì các bác cũng không tính làm gì đâu. Còn bây giờ bọn em thì nó không có lắng rồi, giờ thân em phải tự cứu thân em thôi. Bởi vì không bán đi thì không biết là đến hết hết nhà này có ở mặt ở nhà không. Đấy, nên là các bác cứ gọi em nhé, gọi là mua được. Đấy. Số điện thoại đây à, so, má mã máy này RASX56G2 Đát 2020 à, 2020 full công nghệ rồi Mã 01 Con này nó chạy vào vòng tầm 30 mét vuông trở xuống Trần cao tầm 3 mét Ở dưới trở xuống Hi nó chạy cực gấu luôn Cục nóng nó to Cục nóng nó nặng mấy chục cân cơ Cục nóng nó nặng 42,5 cân cơ Mà đồng thì có gì đấy Nếu mà nói về độ đồng thì con Hi này nó thừa ống đồng thì Các con khác thì sản xuất lưng lửng thôi Con Hi nó còn quay sang cái cốp luôn Đấy Con này là hàng đấu nhá Được không? Còn đây từ đây hết xuống là hàng mới này. Đấy hàng mới 100% này. Đấy bắt đầu quay vào mã này. X40 G2 đã 2019. Đấy, mới 100%. Đấy con quay vào đồ bịt thì có thể nhìn luôn. Đấy. Đấy, tất cả các quân hy thì cục nóng nào nó cũng sẽ bị cấn cấn nhẹ, nhẹ nhẹ này. Đấy không thể tránh được nhá. Đấy vì vận chuyển không tránh tránh được em chỉ bao là bao mà lạnh không vỡ dập đứt để gì. Mặt lạnh là mới 100%, cục nóng là mới 100%. Nhưng cái lóc tôn cục nóng nó không tránh được. Đấy đây là mã 02 nhá, đầu 40 nhá. Con này nó chạy trong phòng tầm 20 25 mét vuông trở xuống. Đấy mã 02. Đấy, tầm 25 mét vuông trở xuống. Toàn bộ uh, máy là chạy điện 200. Đấy, đầu 40 trở lên chạy điện 200, ăn sẵn điện Việt Nam luôn, không cần phải dùng qua đổi nguồn. Bởi vì uh, bản thân cái lốc này nó chịu điện áp là 280V, cho nên là uh, máy uh, Việt Nam mình điện 240V thì không xin nhê vì ảnh hưởng gì đến máy cả. Đấy, tiếp tục một con hy nữa giờ còn giá cả không gì nữa bóc vất đi luôn đấy má này rasw 25 f đã thành 2016 đấy hiện tại con này em còn hai con đấy một con nữa ở ở nhà ở, em để uh, ở, ngoài nó chật là không cho vào đây được em còn hai con như thế này đấy má 03 03 con này thì máy 10.000 chạy ra phòng tầm 15 mét vuông trở xuống lại 10 10 13 mét vuông thì đẹp nếu mà trần cao khoảng tầm 3 m thì được 15 m vuông, mà trần cao 3 m rưỡi thì được tầm 12 m vuông. Máy nhỏ áp. Đấy, máy chỉ có 10 000 thôi. Đấy tiếp với em nữa. Đây em má là XK40K2. Con này đắt 2020 thì toàn bộ đầu 40 và đầu 56 của Hi thì nó đều nặng là 42,5 cân nhé Đấy để các bác nghe gió là đều nặng 42,5 cân nhá rất là nặng luôn. Đấy con này chạy vòng tầm 25 m vuông trở xuống. Đấy, đẹp như trong tranh luôn. Như một là bông hoa sen trắng, quá đẹp luôn. Đây là má 04 nhá. Đấy, má 04. Đấy, không cần phải báo giá tiền. Đấy, để cho các bác báo giá, các bác cứ đi tham khảo đi. Cứ lấy cái má này, điện số khác hỏi. Xong rồi báo lại giá cho em Lâm. Em Lâm lấy chỉ lấy 50% giá người ta báo thôi. Ví dụ người ta báo cho bác 10 đồng, em Lâm chỉ lấy các bác 5 đồng thôi. Thế cơ mà. Các bác thấy ok chưa? Đấy. Đưa các bác trả giá. Đấy các bác có đi buôn thì sướng thế mà đi buôn mà mà bỏ vốn ra không cho các bác trả giá nên thì các bác không ủng hộ em Lâm thì ủng hộ ai ở cái tầm này. Đấy. còn các bác thích mua bảo hành nghe thích mua đứt hay thích mua kiểu gì thì tùy các bác. Đấy, mã là 56 f 2 lát 2017. Đấy, bản đời cũ còn 6 la đảo. bác nào thích 6 la đảo thì lấy, mà đời cao từ 2018 trở lên, hành code hành trở lên thì sang 4 la đảo tùy các bác. Đấy. Má 05. Đấy. Tiếp tục một em nữa. Đấy. Má là X40L2 Đát 2020 Đấy Má 06 Chạy vòng 25m2 trở xuống Má 06 Đấy Máy là cam kết là máy mới 100% nhá Đấy Bao tẩy thợ trách thoải mái Máy chạy rồi tặng máy luôn Đấy Má đây RAS X56L2 Đát 2021 Đấy, mã 07. Mã 07 nha. Đấy, đắt hành trong mức đầu 56 chạy khoảng 30 mét vuông trở xuống. Đấy, giá thì uh, các bác cứ lấy là alo cho em Lâm. Đấy các bác thích mua bảo hành thì mua mà thích mua đứt thì mua, tùy các bác. Còn máy này là mới 100%. Duy nhất có con đầu tiên này là hàng đấu này. Đấy cũng bảo bảo luôn bác không có bác thấy mới tinh này cứ bảo là hàng mới không phải đâu con này là hàng đấu nha em bảo luôn đấy còn bảy chiếc cho bảy bác may mắn Gọi là mua được Đấy các bác cứ đi tham khảo giá các shop Đấy chuẩn máy chuẩn mua đen Đấy em Lâm lấy các bác 50% Đấy chỉ lấy một lửa tiền thôi Còn một lửa tiền là tặng các bác Đấy còn các bác thích mua bảo hành hay mua gì tùy các bác Thích bảo hành cộng 2 triệu thế thôi Đấy có đúng 2 triệu tiền bảo hành thôi Còn đâu báo rẻ 50% so shop khác các bác nào lấy thì alo hai số này Đấy đằng nào thì mất công phá giá thị trường Phá luôn một thẻ luôn Đấy yên tâm chưa Cho các bác đi tham khảo giá rẻ hơn số khác 50% tức là rẻ hơn nửa tiền à. được chưa Thế các ông không phải lỗ làm cái gì cả nhiều bác bảo là em lâm toàn lỗ mới toàn thế này cái kia lỗ mà có từng đây cái máy à thế nhiều anh em không bán được xong bắt đầu là sang kênh anh em phá kênh anh em có 10 cái điện thoại thì em chỉ mất chặn anh em chỉ có 10 lần là chặn anh em thôi thì các anh em không thể một lúc mà em mua được 10 cái cái sim điện thoại phải đăng ký được cho nên là anh em đừng mong phá kênh em làm gì cả để gây dựng một cái thương hiệu được như thế này em gây dựng 9 năm trời là cả máu cả nước mắt cả mồ hôi của em không phải tự dưng được gây dựng như này, một cái kênh này đâu mà không phải tự dưng em đông khách mua hàng như vậy đâu đây em không phải khoe các bác đâu nhé là lại cho các bác xem tiền này khách nhà em mua hàng này đây khách nhà em người ta mua hàng này. tiền banh này 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 tiền banh này. đây tiền banh này. toàn 28 triệu này này 7 triệu mốt này khách banh 5 triệu cọc này 20 triệu này 50 triệu là một triệu này đấy em thì gần như là toàn bộ này 30 triệu này đấy là các bác muốn đi đi lừa lừa thì nếu đi đâu ra tiền người ta chuyển tiền đấy anh em không bán được thì anh em cứ thế này thế kia đấy bác nào lấy thì cứ alo em này đấy cho các bác đi tham khảo giá em lâm bán rẻ năm mươi phần trăm ok chưa em chào các bác nhé có bảy chiếc thôi